Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh nhà hàng Sapa TV. Hiện tại thì mình với anh Tài là đang có mặt tại chợ phiên Bắc Hà. Bắc Hà các bạn ạ. Chợ phiên lớn nhất của Tây Bắc mình. Hôm nay mình cũng ngày chủ nhật nên là khách cũng nhà hàng cũng vắng một chút, nên là hai anh em mình cả Huỳnh cũng thôi anh em hẹn nhau vào cuối tuần này sẽ lên Bắc Hà chơi. Đấy, hôm nay đúng vào ngày Bắc Hà được đẹp luôn, mưa phùn phùn. Đó là anh em mình đang có trước mặt là cửa mình là cửa đặc sản Tây Bắc của anh Hải Sapa TV. Đây các bạn nha, đây là anh em mình đang mặt tại cửa hàng đặc sản Tây Bắc của anh Hải Sapa TV tại 45 phố Vũ Văn Mật các bạn nha. Thì hôm nay là phép vào trong để giới thiệu cho Huỳnh một chút nhỉ. Huỳnh trong lần đầu tiên lên Bắc Hà đúng không? Lần đầu tiên. Em chào anh Khoa. Em. Anh Khoa đây lâu chưa? Anh lên lúc sáng. Thế em không lâu cho em nhỉ? Anh rất vui được gặp em. Ok, chào anh. Lần đầu tiên anh được đến chợ phiên. Chợ phiên à? Có thể là anh đi vào chợ chưa? Anh chưa. Thế anh thì ghé thăm hàng đặc sản của anh Hải. Anh Hải em. Thế thì em trân trọng được dẫn anh Khoa đi giới thiệu chợ phiên Bắc Hà quê em nhá. Ok, thank you em. Ok anh. Các bạn đây là khu vực trong cửa hàng các bạn ạ. Đây ở đây thì trên Bắc Hà này anh cũng rất nhiều các mặt hàng cũng của Sapa TV nhá, như là chẩm chéo này, chiêu gác bếp này, rất nhiều đồ đặc sản đấy. Các bạn đến đây có thể mua trước khi mua các bạn để ăn thử này, để biết được chất lượng sản phẩm như là em phải làm miếng đó. Nhịn từ tối qua giờ mà lên Bắc Hà này ăn thử này. Đặc sản. Đây các bạn, đây là ở chợ phiên vào sáng chủ nhật hàng tuần đúng không anh? Đúng rồi, chợ phiên Bắc Hà này vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ở đây thì ở trên mạng thì mọi người cũng hay nói là đây là coi như là một cái phim trường của riêng anh Hải các bạn ạ. Vì là anh Hải cũng là người thúc đẩy gọi là hình ảnh chợ phiên, chợ phiên Bắc Hà lên với rất nhiều khán giả luôn. Rất nhiều, rất nhiều châu rồi. Bây giờ anh chị em mình đến khuôn về thôi. Tạm biệt này. Đặc biệt là nhà hàng mình đang có một cái sản phẩm rất mới, đó là cái lạp sườn. Trong set ẩm thực nhà mình có ở đấy. Thì đích thân nhà mình làm luôn, không phải ai cả. À thế là mình sấy luôn đây anh. Đấy, anh tự sấy luôn. Đây các bạn này. Đây. Đấy. Ngon thế nhở. Thơm lắm nhá. Mình sấy cái này bằng một củi nhất phải tầm 10 ngày mới được một mẻ. Cái này bây giờ mình bán bao nhiêu một cân anh? 500k một cân em nhé. 500.000 một cân các bạn ạ. Sáng nay là 10 bác ăn thì 10 bác khen cả 10. Sáng nay là anh em mình đi xuống Bắc Hà phát là có lộc luân các bạn ạ. Ông trời đổ ngay cơn mưa. Còn bây giờ anh đói rồi Huỳnh ạ. Mình đây, đi đến chợ làm cái mọi người đi tham quan chợ đi, là đi ra chợ làm tí gà lên thôi. Mình chưa được khỏe không? Em khỏe. Chúc em mừng ngày tháng 3 nhá. Chỉ biết đâu. Họ bán suốt lễ giờ bây giờ mới nhìn thấy em chán. Thấy đông khách quá. Chúc mừng, chúc mừng. Xong chưa? Em mình đi làm đùi gà nhỉ? À đông quá à. Thôi thế anh cả Huỳnh đi. Giờ mình sẽ mời vợ chồng anh Khoa nữa. Nay rất là vui khi được gặp vợ chồng anh Khoa ở chợ phiên Bắc Hà. Các bạn hôm nay thì anh em mình sẽ đưa người đi tham quan chợ phiên các bạn nhá. Đồng. Thì đúng là ngày chính chợ đây là cũng rất đông các bạn ạ. Hôm nay là mùng 1 nữa anh Tài. Mùng 1 đầu tháng thì cũng xin gửi lời chúc đến tất cả các quý vị khán giả cũng như là mọi người một tháng mới thật là suôn sẻ, như là nhiều niềm vui, niềm may mắn. Chợ phiên Bắc Hà này rất nhiều mặt hàng phong phú lắm. Ở đây có xôi luôn anh ạ. Đây mà còn bán xôi tím luôn. Đông quá. Chợ này là chợ lớn nhất của Tây Bắc mình. Từ mặt hàng thổ cẩm này đến dao dựa của bà con, rồi là các đồ nông sản của bà con này. Vào trong này là như là vào khu ẩm thực riêng luôn đấy. Khu sân khấu chính của anh Hải đúng không anh? Đúng rồi, phim hậu trường của anh Hải đi này, từ đây này. Đây các bạn. Nhưng mà lộc lá hôm nay xuống Bắc Hà cái
ông trời. Đây. Đây là cũng là lần đầu tiên mình đi chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Bạn vào đây ăn là phải vào đúng quán của anh Hải cơ. Chào chị Phương Anh Hà nhá. À, khỏe khỏe chứ? Khỏe 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 chứ? Cho mình mấy cái cây còn nào. Anh Hà ơi. Còn bà nào nữa? Hàng dài này nhá. Đây mình hàng dài đây. Bà chủ đâu rồi? Em đừng ngồi đây nhá, anh Hà này. Anh Khoa này. Đây bà chủ này công công nông viên nhỉ? Chú tài lắm. Khỏe không chị? Khỏe lắm. Nhìn thấy biết là khỏe rồi. Em Huỳnh, em Huỳnh, em Huỳnh. Dạ vâng. Ôi, giám đốc rồi. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đang muốn anh em mình chắp tay với anh em một cái đi. Nhìn quả chân giò này uy tín nhất này. Quá ngon. Anh mình ra đón rồi. À. Gà đen à? Cho mình mấy người đấy chú ơi. Đây 4, 5, 6, 6, 6, 6 người chị ơi. Hôm nay đầu tiên chị Phương chọn cho em nhá. Cái này nhá, mỗi người nhặt một rổ, tự thích ăn cái gì hái tự nhặt. Đã. Hôm nay cái bóng giò đây. Bóng giò rồi. Cái bóng giò đây. Được. Cái này cái chân giò này. Cho em tí phèo đây. Anh Khoa thích cầm cả cái không? Không. Cái này cứ để cho em cầm cả cái đi. Cầm cả cái à? Ờ đấy. Anh phải nhớ có đấy. Một nửa cái nhá. Một nửa cái này. Ít bóng này. Đấy, cái bóng. Cái to cái nhỏ. Cái to, cái to. Mấy mét lầu rồi nữa. Đúng rồi, là mét rồi nữa. Rồi. Xong rồi à. Thôi tạm thời nhá anh nhá. Vâng, vâng, vâng. Mấy miếng gan nhá. Mấy miếng gan nhá. Vâng, vâng, vâng. Bà chủ cứ nào ngon thì bà cắt cho. Em bảo nhá. Cái này nó phải thái thành này nó mới ăn được chứ chị. Nhưng mà cái này ăn là khỏe không anh Hà? Ăn chắc chắn là phải khỏe rồi. À khỏe à? Còn sập đúng không? Mình sướng anh. Ăn gì đủ đấy nhá. Để cho khách lên đồ đúng không? Hai người. Anh ngồi đây rồi. Này đúng mùng một luôn okay, anh ạ. Vâng, đúng là mùng một là anh em đi ăn uống cho nó khỏe nhá, khỏe cả tháng luôn nhá. Chúc anh chị Phương tháng mới may mắn nhá. Ngày nào cũng đông khách lượt lượt như này này. Quay chưa gì có phở không? Bình quân ngày này anh bán được khoảng mấy tạ thịt anh ạ? Khoảng 80 cân. Tổng thêm khoảng 3-4 tạ phở nữa à? Phở thì khoảng đâu 70 cân. Cho nên cái gì cũng có. Cộng vào thì gì cũng có. Cái gì cũng có. Nhưng đặc sản, nhất vẫn là. Đang bảo là thấy các chú, toàn là các chú đẹp trai ở bên đấy thôi. Các chú đẹp trai bán hàng. Chị xài miếng to cho em nhá. Miếng to, miếng to một tí nhá. Có ốc gì? Ăn, có ốc. Thêm hai bộ. Ăn cho nó sướng mồm dạ. Nhỉ. Hôm nay cô chú Hải Tiên có lên không? Anh Hải đang đi Trung Quốc kìa. Ồ. Hôm nay em anh Tài trốn đi chơi chợ. Vừa đi Dubai về là đi Trung Quốc rồi. Dạ vâng. Ôi. Ngon chơi. Nhất cô chú rồi.
được 4 tuần chủ nhật rồi, từ Tết đến giờ là Tết tuần nào cũng đông. Xuống ạ. À. Dì vào dịp tuần này là Bắc Hà là có lễ hội nghiêng say mùa đông đấy. Nghiêng say mùa đông nghiêng say, gì? Nghiêng say mùa đông và tối hôm qua thứ bảy tổ chức là vui lắm. Nghiêng say mùa đông. Lắc một bộ tiến lên lắc bộ xong. Cho một bộ ốc vào đây con. Như cái này nó chỉ cái nhẹ nhẹ thôi. Mời cả nhà sáng mình nhé. Lần đầu tiên được lên chợ phiên ăn những món mình rất thích. Mời cả nhà. Hôm nay tình cờ nào lại gặp anh Khoa ở chợ Bắc Hà chứ. Các ơi, chúc sức khỏe. Rồi, cảm ơn anh nhé. Chúc sức khỏe em nhé. Mời cả nhà nhé. Hôm nay rất là vui cho tại khi được gặp anh Khoa và anh Khoa ở chợ Bắc Hà du lịch. Em có chén rượu, cái này trên em gọi là ngu đấy. À, chúc khỏe. Cảm ơn trời. Cái này cầm bốc bốc đi. Ok. Cầm bốc, cái này bốc đi. Đến với Bắc Hà thì nhớ ghé qua Sapa một chút. Từ Bắc Hà sang đến Sapa thì tầm 100 cây thôi. Còn đồ ngon các bạn ạ. Có không? Đồng anh. Cứ đây. Cảm ơn nhá. Đi vào. Ngon quá. Thì như đây anh qua nhá. Ok. Con đi.
Đây qua đây. Ơi vợ, chấm chấm một tí nhá, chấm cho một tí nhá. Không, một tí thôi. Tê tê thôi. Thôi tê tê một tí thôi. À. Đây rồi. Đây vợ nhá, vợ thưởng thức thôi. Rồi, thưởng thức nào. Hạnh phúc thế nhỉ, vui thế nhỉ. Rất ngon các bạn ạ. Đọc lắm. Đọc lắm cho lên. Quan em hứa với anh Khoa là đây là bữa ăn nhớ nhất của anh Khoa đấy. Cảm ơn em. Mình xem trên TV rất nhiều. Hôm nay thực tế đúng không? Mơ ước để được lên trên đây một lần mà mẹ mình đạt được ước mơ là có mặt tại chợ phiên và được ăn những món mình ưa thích. Cảm ơn em. Nhưng mà có nhiều bạn nhá, một năm ở Hà Nội ấy, một năm lên đấy nước Bắc Hà này 7-8 lần. Cứ thèm thèm bắt vở bắt lại chạy lên Bắc Hà ăn. Đợt tới và lên liên tục ấy. Cảm ơn Tài nhé. Bạn đưa lên. Bạn đưa thật to này. Uy tín chưa? Xe đi. Đây cho bạn đưa to này nhá. Làm khoảng mét nằm này xong rồi anh em mình đi về Sapa là vừa nhỉ? Rồi. Đấy thì đi chợ phê ăn anh em giao lưu với nhau tí nhỉ? Ok anh Hà. Nào, đi dưới. Chào. Giới thiệu mọi người, đây là anh Hà, chủ quán Tiền Bán Hết Bán Hàng. Anh được công công. Ấm biển, ấm biển. Trước tiên là cũng là lâu Bác Hà đúng không? Em gái ơi. Em phải lửa lắm. Em ơi. Lửa lắm mới gặp anh Hà đấy nhỉ? Chớ. Em gái ơi, cho xin ấm bia. Ấm bia, ấm bia. Đấy, chẳng này đây, mí tí thôi nhỉ? Anh ơi, chúc sức khỏe anh. Chúc sức khỏe hai chị anh qua đây. Nhìn anh trên TV nhiều lắm, hôm nay được gặp anh. Bây giờ là chuyển sang tháng 2. Có đá không? Trong khi đá của âm lịch thì hôm nay là mùng 1. Chúc các chú lúc nào mùng 1 cũng đứng số 1 nhá. Em lúc nào cũng đẹp trai nhá. Em chúc chị và tất cả anh em trong ban Hải Dương ạ. Em tên là Khoa. Khoa. Em Hải Dương. Chúng ta với chú Khoa đúng không? Vâng. Chúc mừng anh nhá. Bét chị đấy. Anh kêu anh. Một, hai, ba. Tay này Thái, ngày Thái được tả thịt này. Nếu mà Thái thì anh Thái được. Nhưng mà anh Hà nào lên là Sapa cũng chơi nhá. Anh Hà ơi. Anh Hà. Vâng rồi. Cuối tuần lên Sapa chơi nhá. Anh Thái cho biết lòng. Anh ơi, Thái cho biết lòng. Lòng già này. Anh chỉ để cả mét hay là mình... Anh thay dài một tí để tiêm ăn. Đây nào, một miếng này. Anh đây. Đấy, anh không biết là em nữa. Thưởng thức nhá. Đây, anh Khoan Khoan đấy. Tiếp thì để dài nó xíu này. Nóng luôn này. Không thấy nó ăn nữa. Anh chị lại. Cái nó anh nào. Cảm ơn anh trai. Đầu ăn cho nóng nào. Tuyệt vời nhất đấy anh mình rồi. Chú nào đấy nhỉ? Chú Khoa. Các anh em nhé, mình chân bốc này cho ngon. Hôm nay caramel là cũng lướt dai, cũng chảy hết rồi nhỉ. Sức là anh chế thức nữa. Ăn này nó đá. Về. Em đồ anh Hoài biết tại sao trong cái lòng này có mùi thơm hơn một mình biết anh biết mùi thơm của gia vị đúng không? Chú Tài ơi. Mặc mặc dạ. Trong này là có một cái đặc biệt là hạt mắc khét mặc khét đấy tạo một vị thơm lùng luôn. Nó là chưa phải được mà nay đây chú Tài thử một chén cho con năm mới. Trường quay tí đá. Lúc anh chị mình năm 2004 này ngày nào cũng bán được vạn thịt nhá. Chị cảm ơn các em nhá. Nào em ơi, em gái ơi, cạnh với chị một cái nào. Đây là bà chủ. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc các em mạnh khỏe trẻ gái xinh đẹp nhá. Nhưng mà em hẹn chị một ngày nhất ở nhà hàng Sapa TV nhá. Ôi nhớ chị luôn, chị ra cả một cái nhà tôi chuẩn bị là sang cái trường đấy. Vâng ạ. Vâng rồi. Rồi, cảm ơn anh.
cảm ơn anh chị. Chúc khỏe cho bà nhé. Ơn chị. Ừ, chúc khỏe. Chúc khỏe em gái mà. Ra bà con ở trên chợ phiên đấy. Bà, ai cũng thân thiện hết này. Vâng. Người chưa thân thiện được. Thân thiện. Khỏe em. Đó là em làm em sao em lâu lần nhưng mà chị nhớ lắm. Sau bao nhiêu ước mơ và khát vọng được đến với Bắc Hà thì hôm nay mình cũng đã được đến Bắc Hà và đặc biệt là cảm ơn anh Tài. Hôm nay thì cũng ở đây rất nhiều. Hôm nay là các bạn thấy đấy, ra liền đồ ăn. Hôm nay thì anh làm gì đâu, anh mời em Huỳnh 20 lòng hai cân chế các bạn, đây mời các bạn nha. Thôi anh không thì em ăn thêm anh mì tím, em muốn em cà đen kìa. Anh dùng đi. Được chưa? Đấy, anh Khoan đúng theo kiểu anh Quảng Hải sau 3 tư đi đấy. Rồi nóng ngon này ạ. Đây các bạn. Thế anh Hải anh bảo là cái móng ăn này, ngon này. Để em thử nha. Anh ra đòn nào? Ra đòn luôn. Anh Hà, anh chắc không chắc cái này cho xong rồi chắc hai đứa cho anh Thành. Anh chắc cái đấy đi để em ơi. Bản chất nào đây là cơ bản đấy, bà con đi ra là bảo lên cả cái nó đi luôn nhá. Đen đen thường lắm là con cua này bằng là chị yêu ơi mày này không mang đi à, mang đi xem anh Tài trông thế ăn nghe phết đấy mà có thái nhở không mình đang làm được rồi cái từng cân từng cân gì đấy. Anh làm luôn đi. Cái này chẳng cho anh Thành hai cái bóng anh. Nói chung là anh có gì nữa không chị nhớ ơi. Em nói là sợ nhá. Đến bây đúng là có đi biết các bạn ạ. Sang đây đấy là trận thế Bắc Hà đúng không? Đẳng cấp thật. Đây là đi chợ kia này thì là ai nhắc anh Hải. Nhiều anh Hải cần chuyên gia nào mới có được khách nhà này. Em bảo là đây là phim trường của anh mà. Đây, ô kênh đây. Mà anh thấy là đứng trường ngô Bắc Hà quê em đấy. Mùi rất thơm nhá. Rượu ngô. Hả? Rượu ngô. Cho chị cái này hả ơi hả? Hả ơi cái này hả? Cái này hả? Chị thích ăn đây. Cho chị cái sần sần đây chứ ạ. Sao này anh Hà lên cả truyền hình như sao chứ ạ? Ai biết anh Hà chứ ạ? Anh Hà. Cho chị cái sần sần. Đúng không? Cái này là cô thả lên cái này hả? Anh Hà ơi. Đào lên bảo nhà anh đó chấm chấm chéo đó đấy nhớ đấy là ngày từ tháng 6 nhà anh bận là từ tháng 7 nhà tôi đúng không không có cái lấy để đi à quên mất rồi nó hơi vội ngồi nó ai bây giờ cũng phải tóc và chấm chéo đây. Cho em ít dưới này bóng giò này và với này chế làm tí chế ạ làm cái đen này nhỉ. Ở đây không có ăn rồi, ăn rồi à? Mâm bẩy về ngoài kia. Anh ơi, ăn miếng lòng rồi đó, ngon lắm. Cho ít lòng đó, anh ơi. Anh dùng đi anh. Ít lòng nhạc á. Vâng vâng. Xéo rồi à? Đây là món gì nhỉ? Nhưng mà thôi. Đây là cái mõm. Mõm. Rồi. Mõm gọi là. Mõm lợn các bạn nhá. Đến tầm 1 2 giờ đó là làm ăn rồi. Mày đông nhất này. Ừ. Không phải số sôi không phải có cái món ngon này. Cái này là cái gì nhỉ? Dạ cái này là cái trong cái bắt rùa. Cái đuôi. Em nghe nhá. Trong cái giò nhiều lòng quá, cái này ngon này. Cái này thôi. Đấy. Đấy. Cái gì đấy? Chân giò. Chân giò nhưng mà nó ở trong cái bắp, cái lõi ngon lắm. Sao cái này nó ngon thế?
các cô ơi, là các cô ăn hàng lần lần này anh làm tiếng tí mõm nữa. Đúng rồi, cái mõm ấy. Em ơi, xem có cái mõm làm ít. Vâng. Nó một bồ chứ. Đúng không, cách anh Hải sao ba TV luôn đấy. Ốc hết rồi đúng không? Còn ốc không phải làm tí chẩm chéo. Hả? Ốc có. Ui, ăn tìm làm gì? Rồi đắp rồi không ngon. Đồng giá hết anh ạ. Cái mõm ấy. Đấy, kiểu tí mõm đấy. Đấy, ăn ngồi ngồi ngồi. Chân giò đấy. Nói chung là thịt tí mõm này rất là vui các bạn ạ. Được anh Tài đưa đi chợ cho bác Hà. Thịt mõm ở đây này, có tí rồi. Anh em mình đó đưa một tí, sau đây là tí sẽ về cuối hạc sản rồi nhá. Hỏi đây, anh chết như thế nào để anh xẻm về đấy. Thì là khả năng là anh em mình chào khán giả xong rồi là mình tạm thời kết thúc clip thôi anh nhá. Vâng ạ. Thì là hôm nay không khí ở chợ mùng 1 cũng hơi ồn một xíu vậy ạ. Xíu anh em mình có một tí công việc riêng và mình sẽ lượng người đi tham quan một vòng nữa. Còn anh Tài hôm qua là có tí việc. Còn nếu bạn thấy clip này hay thì nhớ like và share và ủng hộ các bạn nhá. Anh Tài có nói gì nữa không? Chào em chúc sức khỏe cả mọi người nhân hôm nay mùng 1 đầu tháng mới. Đầu năm 2020. Em xin chúc khỏe tất cả các vị khán giả yêu thương em TV, tất cả anh chị em TV của em TV một tháng mới luôn may mắn, bình an, tháng mới phát tài phát lộc.